xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, chúng ta đã gặp lại nhau vào mỗi buổi chiều chủ nhật, đó chính là 13:15 trên kênh HTV7. Chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ một bạn rất là dễ thương, rất là năng động. Và bạn ấy đã có những video làm tan chảy các cô gái. Ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ, xin giới thiệu Ngô Đình Nam. Em giới thiệu ạ. Ok, có thể giới thiệu một chút về và lời đầu tiên thì cho Nam xin được phép gửi lời chào đến tất cả các quý vị đang xem qua màn ảnh nhỏ. Thì mình tên là Ngô Đình Nam và mình được biết đến là một người sáng tạo nội dung ở trên những nền tảng mạng xã hội. À, cái này là cái phải là cái điểm đặc trưng của em không? Thực ra đây cũng chỉ là một cái ngẫu hứng vô tình thôi ạ. Nói chung là mọi thứ nó đều vô tình hết. Vô tình hết. Nó vẫn xoay, nó vẫn cuốn. Hừ quá. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một bạn. Bạn ấy muốn đến đây để có thể gặp gỡ và giao lưu với Ngô Đình Nam. Ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ bạn gái bí mật. Xin mời. Là bạn này là sẽ là... Bạn này là, chứ không phải là sẽ là. Bạn này là... Là một người rất là yêu mến Nam và dành rất là nhiều tình cảm cho Nam và đăng ký với chương trình. Khi nào anh Ngô Đình Nam xuất hiện, hãy cho em một cơ hội để có thể gặp gỡ và giao lưu với anh Ngô Đình Nam. Ngay bây giờ em có thể giới thiệu một tí về bản thân của mình để cho Nam cũng như là tất cả mọi người có thể biết về em được không? Dạ, xin chào quý khán giả. Em xin tự giới thiệu. Em tên là Phan Thị Lâm Tuyền. Năm nay 18 tuổi, em đang học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tuyền ơi, Tuyền có thể chia sẻ một tí là Tuyền đã bắt đầu yêu thích Ngô Đình Nam từ khi nào? Dạ, cũng mới đây thôi ạ. Từ khi mà em thấy anh Ngô Đình Nam quay TikTok cùng chị Sinh. Thích vì chị Sinh hay là thích vì... Tại vì em theo dõi chị Sinh từ rất là lâu rồi, nhưng chị Sinh em mới biết tới anh. Từ đó em ái mộ anh ạ. Đó là một cái sự kết hợp rất là dễ em, thương. Em phải cảm ơn chị Sinh. Đúng rồi, đúng rồi. Cảm ơn Sinh. Thì thông qua chương trình thì em xin cảm ơn chị Sinh vì... Từ lúc đó và cho đến bây giờ thì em yêu thích cái điều gì từ Ngô Đình Nam? Dạ, điểm mà em thích nhất ở anh Nam á, đó là cái giọng hát của anh rất là ấm áp. Bây giờ Nam có thể thể hiện một tí để dành tặng cho người yêu mến của mình. Thì cũng như mọi người cũng đã biết là em cũng biết hát một tí rồi, nên là xin phép không hát nữa. Hơi đùa đấy, em hát một đoạn trong bài. Bài gì nè? Thích em hơi nhiều nhá. Ok. Chỉ cần ngồi với em chút thôi được không? Nhìn vào đôi mắt em thấy sao một thế giới màu hồng. Dù môi đang cách nhau một chút, nhưng mà vì anh chưa muốn phiêu, muốn phiêu vì thích em hơi nhiều. Yeah. Tuyền có món quà gì dành tặng lại cho Nam không? Em thì cũng có biết một chút về rap. Yeah. Ở đây thì em sẽ rap vài câu coi như là món quà tặng cho anh Nam thôi. Wow. Cho em một con beat đi ạ. Xin một con beat. Âm nhạc bắt đầu. Em là có rất nhiều điều muốn nói với anh đó, anh có biết không hả? Em biết Nam nói là không muốn gặp em nữa. Em chỉ gọi để hỏi cơm hôm nay ăn chưa. Sao? Ăn rồi thì có hấp canh chưa? Rồi à? Nếu rồi thì đã nhớ em chưa? Em biết em là thế mà đã thế. Anh còn suy, anh còn nghĩ, anh còn chết làm chi. Em biết em như cục ghen trong mắt, bởi vì anh chỉ có get for me, ey. Baby nghe em nói một lần được không? Tên em hiện trên màn hình, anh có chượt không? Em nói trước, tụi nó ghét em ngoài kia cũng phải tốn gần chục năm. Vậy thì nếu em muốn, em nó không ngủ, đừng gọi em baby, gọi em cô chủ. Hay quá trời, hay luôn.
Hồi nãy Nam có nói là chỉ cần ngồi với em chút thôi, được không? Ok, ngay bây giờ sẽ cho Nam và bạn Lâm Tuyền có cơ hội ngồi với nhau một chút. Hãy cùng đến với phần 1 của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Xin mời. Chúng ta đang có mặt tại phần 1 của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và cái khoảng không gian này Huy chắc chắn sẽ dành cho bạn Lâm Tuyền để có thể giao lưu với Ngô Đình Nam. Lâm Tuyền, em đang cảm thấy thoải mái không? Dạ em có một chút hồi hộp khi mà gặp thần tượng của mình á. Thoải mái thôi em. Thoải mái thôi. Nhưng mà Nam là phải hứa một cái lời hứa là trả lời thật 100% những câu hỏi mà Lâm Tuyền đưa ra. Đó. À, thường thì em không có biết nói dối. Thiệt không? Thiệt mà. Tôi xin hứa những điều tôi trả lời đều là sự thật 100%. Rồi, ok. Xin mời Lâm Tuyền. Em có một vài thắc mắc muốn hỏi anh Nam. Đó là với cái việc mà ngày nào anh cũng phải ra clip mới trên mạng xã hội á, thì nó có tốn quá là nhiều thời gian của anh không ạ? Chia sẻ với Tuyền và em chia sẻ với anh Huy luôn là cái việc mà em ra clip hàng ngày nó rất tốn thời gian. Mình phải suy nghĩ tình huống này, tình huống kia, xong cái kết như thế nào, mở đầu như thế nào cho kiểu vui và đảm bảo được cái lượng view và cũng như là để cho khán giả xem mà thấy giải trí. Ừ. Nhiều khi nằm cả ngày cũng không suy nghĩ ra được một clip cơ. Hiểu. Anh hiểu được cái điều đó. Và những cái này nó phải phụ thuộc vào những cái trend đang thịnh hành và mình suy nghĩ ra những cái ý tưởng dựa trên cái trend đấy. Nên là nó tốn thời gian với em rất nhiều. Nhiều khi mà một ngày mà không ra clip được là không ăn, rất là không stress, ngủ đúng không? Là mất ăn mất ngủ. Thì bên cạnh cái công việc đó thì Nam còn làm một công việc nào khác không? Công việc chính của em đang là công việc này. Nhưng mà sẽ có những cái ấp ủ đằng sau, những cái em chưa show ra và em đang ấp ủ để thực hiện nó. Em không dừng lại ở với công việc này. Không, với mong muốn của Nam thì Nam... Với mong muốn của em thì em hướng đến một hình tượng là một ca sĩ chuyên nghiệp. Cũng có thể dễ hiểu thôi. Tại vì Nam có được giọng hát nè. Nên hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sẽ có được nhiều cái sản phẩm âm nhạc mà Nam gửi đến tất cả mọi người hơn. Cảm ơn anh. Như anh vừa mới chia sẻ là anh muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng mà trước tới bây giờ em theo dõi anh, em chưa thấy có một sản phẩm chính thức nào của anh hết. Em rất là muốn biết là khi nào anh sẽ ra sản phẩm, bởi vì em rất là mong đợi điều đó. Thì về cái việc mà ra sản phẩm thì dự định thì em chỉ dám nói là sắp tới thôi, chứ em không thể chắc chắn là tháng mấy và ngày mấy em ra được. Về cái thứ hai thì em không hát quá nhiều ở trên TikTok nữa, vì em đã làm điều đó rồi. Em sẽ dùng cái đó để đến một cái nền tảng cao hơn, một hoàn chỉnh chỉnh chu hơn, chứ không chỉ đơn giản là những cái clip hát TikTok nữa. Em muốn đem đến TikTok là những cái mà giá trị kiểu như là giải trí và những cái niềm vui, những cái kiểu như tích cực đến cho mọi người thôi. Anh cũng hiểu cái điều đó và anh nghĩ là nếu như mà mình đã quyết định chọn một cái con đường chuyên nghiệp thì mình sẽ mang nó đến ví dụ như một sân khấu, một cái sân chơi nào đó, hay là mình sẽ đi trình diễn để cho nó có cái giá trị thực sự của cái việc mà mình mang lại một sản phẩm, chứ không phải chỉ đơn giản như là mình cứ ra những đoạn clip ngắn để mình phục vụ cho một cái lượng khán giả nhất định ở trên một cái nền tảng xã hội nào đó. Anh nghĩ là khi mà đã quyết định bước ra một cái sân khấu thì mình sẽ phải thực hiện nghiêm túc và chỉnh chu hơn. Ok, rồi em muốn hỏi gì nữa? Dạ anh Nam, trong tương lai á, anh có muốn theo đuổi cái khuynh hướng mà làm một nghệ sĩ toàn diện như là vừa hát vừa nhảy không ạ? Toàn diện thì kiểu mình kiểu hoàn hảo lắm ạ. Kiểu sáng tác nhạc nè, viết nhạc nè, phối khí các kiểu, đó gọi là toàn diện theo cái quan điểm của em á. Em nghĩ là vậy. Trước mắt thì em chỉ nghĩ đến những thứ gì mà em cảm thấy em làm được. Giống như là em hát được. Và vũ đạo thì có thể là em chưa có đi. Nhưng mà em đi học thì cũng được. Em chỉ hướng đến một nghệ sĩ là vừa hát vừa nhảy. Thế thôi. Còn những cái mà toàn diện thì em chưa dám nghĩ tới. Còn một điều nữa em rất là muốn biết luôn, đó là gu bạn gái của anh là như thế nào ạ? Có phải như là chị Xin không ta? Để tưởng tượng chị Xin là như thế nào. Thì chia sẻ với em và anh Huy, thực ra là em không có gu bạn gái đâu, nhưng mà từ mà lúc mà gặp chị Xin á, thì em mới thấy là thì ra mình có gu bạn gái. Hy vọng là Xin có theo dõi chương trình này thì Xin cũng thấy là Ngô Đình Nam thích Xin. Ngô Đình Nam thích cái gu giống như Xin. Cho em một câu cuối nha. Okay. Là trong mắt anh Nam thì anh thấy em là người như thế nào? Em á, mặc dù đây là lần gặp đầu tiên, nhưng một mà cô gái biết gáp, một cô gái rất là xinh xắn,
còn biết rap nữa. Kiểu như là có thể là em sẽ thu hút được rất nhiều chàng trai ở ngoài kia, nhưng mà không phải em. Tại vì em đã có xin. Gu anh cứ nhầm hoài. Gu của em là xin. Nếu mà nói về gu thì anh thấy là bạn này rất là dịu dàng nữ tính. Không biết tát em. Không biết tát em. Nhưng mà em lại cần những cái tác đấy. Cần những cái tác đấy. Đấy, cho nên nhiều khi á, mọi người nghĩ đi. Không phải là thấy là xin tác Ngô Đình Nam mà nói suốt ngày xin ăn hiếp Ngô Đình Nam đâu. Là buồn buồn là trước khi quay là nói là chị nhát vô tác em nha. Mà tác không, mạnh cái mạnh thật, đó. Thật, cái này thật. Có luôn hả? Thật, tại vì mới đầu chị xin tác, chị xin cũng sót em. Cũng bị nhát tay chứ, nhưng mà em bảo chị xin là chị ơi, chị không được, tát phải giả quá, không có thật. Không có thật thì người ta không có xem, không có vui. Nên là em cứ phải chỉ xin tát. Rồi. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì chị xin tát em không trượt phát nào. Không trượt. Không phải nhắc lại phát nào luôn. Không phải nhắc lại phát nào, quay cái nào chính đúng cái rồi, đó. Quay cái nào chính cái đấy. Ok, như vậy thì chúng ta cũng đã trò chuyện vui vẻ ở phần đầu tiên của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Lâm Tuyền, em cảm thấy như thế nào về cái phần trò chuyện vừa rồi? Em cảm thấy anh Nam là một người rất là dễ mến và đáng yêu, không có như là mọi người hay nói trên mạng là không như mà em tưởng tượng. Ok, còn Nam thì Nam cảm thấy như thế nào khi mà mình được gặp gỡ một bạn như thế này, có thể thoải mái chia sẻ? Trước hết là rất là cảm ơn bạn vì đã ngồi đây và tâm sự với Nam. Em cảm thấy rất là quý trọng. Rất là quý trọng những cái tình yêu thương mà bạn dành cho Nam. Nam xin cảm ơn. Và chúng ta đã khép lại phần đầu tiên. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần 2. Nhưng trước hết chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao và chúng ta sẽ quay trở lại. Đừng chuyển kênh nha. Xin chào mừng quý vị đang đến với phần 2 của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta sẽ cùng đến với một thử thách vô cùng nữ công gia chánh. Đó chính là thực hiện món gỏi cuốn. Bình thường thì Nam có hay cuốn gỏi cuốn hay không? Bình thường thì em là một người hay được cuốn cho ăn. Hay được cuốn cho ăn. Nếu mà tự cuốn thì rất là xấu. Đây là một thử thách cho nên là mình phải cố gắng cuốn làm sao cho đẹp. Còn em thì bình thường em có hay nấu ăn không? Dạ, ở nhà việc nấu nướng, dọn nhà vệ cửa là của em hết anh. Em rất là đảm đang. Nên là mấy cái này em rất là rành luôn. Nhưng mà để xem ngày hôm nay Lâm Tuyền sẽ thể hiện như thế nào qua cái phần thử thách của chúng ta. Bởi vì chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian không quy định. Trong khoảng thời gian không quy định đó, chúng ta sẽ phải thực hiện 5 cuốn gỏi cuốn. Ai hoàn thành xong 5 cuốn gỏi cuốn mà đẹp mắt thì người đó sẽ giành chiến thắng trong thử thách này. Và ở thử thách này hai bạn sẽ là đối thủ của nhau. Và một cái việc mà làm khó cho hai người đó chính là phải liên tục vừa làm vừa hỏi để có thể làm cho đối phương bị phân tâm. Và chúng ta cũng bị phân tâm luôn. Okay. Ngay bây giờ hai bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Trước hết các bạn hãy mang bao tay vào. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn. 3, 2, 1, âm nhạc! Nam ơi! Ơi! Anh có đang đói không? Ừ, anh đang đói. Em có hay ăn cuốn như vậy không? Dạ, thỉnh thoảng anh ơi, đây là món đặc sản của em. À, đặc sản của em thì em ở đâu? Dạ, em ở trong tim anh. Em ở trong tim anh, trời ơi! Đây là những câu thả thính hay là những câu trả lời vậy? Thì tâm thất hay tâm nhĩ? Vậy là tim anh đông người lắm hả? Thế rồi em ui cuốn hai cái rồi. Hiện tại thì Nam đang rất là lúng túng trong việc có thể thực hiện thử thách này. Và cô gái của chúng ta vẫn đang rất là bình tĩnh. Tiếp tục với những câu hỏi. Xin mời Lâm Tuyền. Nam ơi. Sao đây? Anh thích màu gì? Màu đen. Tại sao lại thích màu đen? Tại vì màu đó không có em. Màu đó không có em, chết rồi, bị dập lại rồi. Nam ơi cố lên, Tuyền còn một cuốn nữa thôi. Một cuốn cuối cùng của Ngô Đình Nam. Mọi người đừng nhanh quá mà mọi người quên cuốn là mình phải cuốn cho thật là đẹp nha. Còn chấm điểm thẩm mỹ nữa. Và chúng ta đang đến với những cuốn cuối cùng. Nam đã hoàn thành xong và trong giây phút đó thì những giây cuối cùng thì Tuyền cũng đã thực hiện xong cái món gỏi cuốn của mình. Nam đã rất là cố gắng để có thể nhanh tay hoàn thành xong cái thử thách của mình. Đó chính là 5 cuốn gỏi cuốn. Nhưng bên cạnh đó thì cũng đã có một miếng thịt bay ra. 1, 2, 3, 4, 5. Và có trang trí một miếng rau giúp cá nữa. Ok. Thì chúng ta sẽ cùng đến với phần của Lâm Tuyền. Là một người giám khảo đứng giữa, tôi thấy được là gỏi cuốn của Lâm Tuyền có vẻ như là xuất sắc hơn. Với những đường nét tinh xảo,
Nhưng mà về khoảng thời gian thì Nam là người đã giành chiến thắng. Nhưng mà với cái vẻ thẩm mỹ thì nó không có được đẹp mắt lắm. Cho nên là phần thắng đã nghiêng về Lâm Tuyền. Xin chúc mừng Lâm Tuyền. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hình phạt mà Lâm Tuyền sẽ dành cho Ngô Đình Nam. Bây giờ em sẽ đưa ra một cái hình phạt nho nhỏ cho anh Nam, đó là tạo năm dáng hài hước để em có cơ hội dìm anh Nam. Quá nhỏ. Năm dáng hài hước dễ. Nhưng mà ý là phải tạo theo cái gì đó chứ sao em đâu có biết thế nào là hài hước, hiểu không? Phải tạo theo ai đó. Vậy thì anh sẽ ừ, anh hay là anh ấy đi, anh tạo đi rồi em tạo theo anh. Ủa anh là cái gì? Để chiều lòng khách mời, anh sẽ cố gắng tạo năm dáng hề hước nha. Hy vọng là mọi người thấy hề hước nha, ok. Và xin mời âm nhạc ạ. Giống chưa? Mặt nữa. Ok. Tập xuống nữa. Không ấy, anh giữ cái động tác này một phút được không? Không, ba dáng rồi, anh em mình làm được ba dáng. Ba dáng rồi, còn hai dáng nữa. Độc đáo nha. Độc đáo mà. Độc đáo. Xuống nữa. Rồi, độc đáo quá rồi, ôi da. Hy vọng là sau những cái phần tạo dáng như vậy, mọi người có thể cảm nhận được cái sự hài hước trong cái những cái tự dáng đó. Em cảm thấy ok không? Được, trời ơi, nó được rồi. Và ngày hôm nay khi đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì các bạn đã vượt qua những thử thách của chương trình, thì chắc chắn chương trình cũng sẽ có những phần quà dành cho các bạn. Đây là hai voucher mua sắm dành cho Ngô Đình Nam và bạn Lâm Tuyền. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau lúc 13:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Em xin chúc cho anh sẽ thực hiện được những cái giấc mơ mà anh ấp ủ và thành công trên con đường mà anh đã chọn để sớm trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp như anh đã từng chia sẻ. Hôm nay Nam xin gửi một lời chúc đến bạn fan nói riêng và tất cả các bạn trong FC nói chung. Nam chúc cho các bạn thật nhiều sức khỏe và rất thật nhiều niềm vui và luôn đồng hành cùng Nam ở trên con đường nghệ thuật sắp tới. Nam xin cảm ơn tất cả mọi người.